Hi, chào cả nhà. Meta quay trở lại với cả nhà trong một cái series chăm sóc sức khỏe chủ động nữa đây này. Và video ngắn này Meta sẽ chia sẻ với cả nhà về dinh dưỡng thiết yếu, dinh dưỡng cần thiết, dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể của cả nhà cần phải nạp đầy đủ để có thể tham gia đầy đủ các chuyển hóa bên trong của tế bào và cho các bạn một cơ thể khỏe mạnh. Meta sẽ vẽ sẵn ở đây rồi để cho các bạn dễ hình dung. Các bạn quan sát ở đây về các màu sắc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lặp lại đầu đúng không? Dinh dưỡng thiết yếu với được viết với dưới 7 màu sắc khác nhau, Meta mô phỏng ở đây để cho các bạn dễ nhớ. Đó chính là 7 nhóm dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể của bạn cần để thực hiện đầy đủ các chức năng bên trong và cho các bạn một sức khỏe hoàn hảo. Các bạn thiếu một trong 7 nhóm dinh dưỡng này thì các bạn không thể nào khỏe mạnh được ha. Là như thế. Rồi, trong cái 7 nhóm dinh dưỡng thiết yếu này thì Meta vẽ ở đây với cái hai khối to nhỏ khác nhau. Một khối to được gọi là nhóm dinh dưỡng đa lượng. Đa lượng có nghĩa là cần với một lượng lớn. Và một khối nhỏ là nhóm dinh dưỡng vi lượng, là có nghĩa là cần với một lượng nhỏ. Ở nhóm dinh dưỡng đa lượng thì Meta ghi ở đây có 4 thành phần, hay gọi là 4 nhóm dinh dưỡng đa lượng thuộc nhóm phân loại và đa lượng đây. Thứ nhất là nước, thứ hai là protein, thứ ba là carbohydrate và thứ tư đó chính là chất béo. Và nhóm dinh dưỡng vi lượng ở đây có 3 thành phần quan trọng, ở đây là vitamin, khoáng và enzyme. Đầu tiên chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một chút về nhóm dinh dưỡng đa lượng. Đa lượng có nghĩa là mỗi ngày các bạn cần phải nạp vào bên trong cơ thể với một lượng lớn, Ở đây nó gồm có dinh dưỡng và nó cũng gồm có năng lượng, Năng lượng có nghĩa là cơ thể bạn sống được nhờ dinh dưỡng và năng lượng đó. Thì ở trong cái nhóm dinh dưỡng đa lượng này, nó cung cấp cho cơ thể của các bạn gồm có dinh dưỡng và năng lượng. Đầu tiên là nước. Nước trong cơ thể của các bạn chiếm một khối lượng khoảng 60% trong cơ thể. Ví dụ bạn nặng 50kg thì nước chiếm tới hết 30kg lần, đó là khối lượng trung bình. Ở trẻ nhỏ, ở những bạn đang lớn và những người mẹ mang thai và cho em bú thì cái nhu cầu nước sẽ cao hơn so với người bình thường. Hoặc là những bạn lao động nặng, đổ mồ hôi nhiều hoặc tập thể dục thể thao nhiều thì cũng nhu cầu nước cao hơn bình thường. Cho nên các bạn hãy lưu ý bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, đừng để cơ thể của các bạn bị thiếu nước hay là bị khát thì cơ thể của các bạn sẽ không khỏe mạnh được đâu. Thứ hai đó chính là protein. Protein là một chuỗi mà được liên kết bởi các phân tử amino acid lại với nhau, mà chúng ta có thể được tìm thấy hiện nay và được biết đến là khoảng 20 loại amino acid thông thường mà cơ thể của các bạn cần để có thể tổng hợp lên những phân tử protein và tham gia những chức năng bên trong cơ thể. Tuy nhiên ở người lớn thì chỉ tổng hợp được có 11 loại amino acid thôi, còn 9 loại amino acid cần phải được bổ sung từ thực phẩm. Nếu bạn bổ sung từ thực phẩm mà thiếu 9 loại amino acid đó thì bạn cũng sẽ bị bệnh, Còn ở trẻ con thì không thể tự tổng hợp được 11 loại amino acid, cho nên trẻ con sẽ bổ sung đa dạng nguồn thực phẩm để có thể hỗ trợ cho trẻ phát triển đầy đủ và lớn trưởng thành. Từ đó mình suy ra là protein ngoài cái việc bổ sung đủ lượng thì phải bổ sung đủ nhóm amino acid như mình mô tả. Các amino acid có ở mỗi loại nguồn thực phẩm khác nhau, mỗi thứ một ít và bổ sung đa dạng thì bạn mới có thể đủ được 20 loại amino acid này. Một số các loại protein người ta gọi là protein hoàn chỉnh, có nghĩa là chúng gần như tương đối có đầy đủ 20 loại amino acid, còn một số thì nó không hoàn chỉnh, nhưng điều đó thực sự không quá quan trọng. Các bạn đừng bận tâm đến chuyện protein hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh, bạn chỉ cần bổ sung đa dạng nguồn protein là các bạn ok hết. Bởi vì bên cạnh protein nó còn có những cái chức năng như khoáng, vitamin từ rất là nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, nó rất là quan trọng. Cho nên là đừng có nhắm vào chỉ có protein hoàn chỉnh không thôi mà bạn lại thiếu hụt những cái khác, nó không được đâu ha. Thứ ba đó là carbohydrate. Carbohydrate cơ thể của bạn cần mà hàng ngày là khoảng từ 45-65%. Đó, carbohydrate nó có từ các loại rau nè, củ nè, quả nè, các loại hạt nè. Đó. Chuẩn bị cho cơ thể của bạn có nhu cầu sử dụng hàng ngày ở trên cái lượng năng lượng là khoảng từ 45-60% là ok. 45-60% là ok. Bởi vì là cái carbohydrate từ rau củ quả này nó có năng lượng rất là thấp, cho nên là bạn có nhu cầu 2000 calo thì gần như là cái thực phẩm của bạn ăn hàng ngày là hầu hết là
là rau rồi đó, hoặc hết là rau rồi đó. Nếu bạn càng nấu chín thì năng lượng nó sẽ càng cao hơn, nhưng Mita khuyến khích là các bạn là nạp với một lượng lớn với năng lượng thấp thì sẽ tốt hơn cho cơ thể. Vì lượng lớn với năng lượng thấp có nghĩa là năng lượng nó đủ cho cơ thể bạn cần, nhưng mà lượng lớn ở đây có nghĩa là nó sẽ nhiều dinh dưỡng hơn, nhiều vitamin, nhiều khoáng, nhiều enzyme hơn thì bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Để thông thường là bạn thiếu ấy, bạn không đủ đó. Và thứ tư đó chính là chất béo. Chất béo ở đây cơ thể bạn cần mỗi ngày khoảng từ 20-30% tổng năng lượng lần. Đó, chất béo khuyến khích được sử dụng tốt nhất đó là dầu dừa ép lạnh nhá, dầu dừa ép lạnh, dầu ô liu ăn trực tiếp cũng nên chọn dầu ép lạnh luôn. Và các loại quả như là quả bơ hay là quả như là các loại hạt hay là cơm dừa, đó là những cái nguồn chất béo cực kỳ tốt cho sức khỏe của bạn, cực kỳ tốt cho sức khỏe của bạn. Nhớ là không có đủ chất béo thì cơ thể của bạn cũng sẽ không thực hiện được đầy đủ cái chức năng đâu nhé. Chứ đừng có loại bỏ bất kỳ trong cái nguồn đa lượng nào mà Mita vừa mô tả. Rồi, nhóm thứ hai đó là nhóm vi lượng. Vi lượng có nghĩa là cơ thể của bạn cần với một lượng ít hơn, lượng ít nhưng cực kỳ quan trọng lắm luôn. Cái nhóm thứ hai này nó tham gia trong từng phản ứng của tế bào, từng phản ứng sinh hóa của tế bào. Nếu thiếu một cái thì nó sẽ không tham gia được đó, và vì vậy nó sẽ bị lỗi ngay bên trong cơ thể và bạn sẽ bị bệnh ngay. Nhóm đầu tiên được kể trong nhóm vi lượng đó là vitamin. Vitamin là hiện nay được tìm thấy là khoảng 13 loại vitamin, và các bạn cần bổ sung đầy đủ 13 loại vitamin đó, cân bằng cân đối bên trong cơ thể thì các bạn mới khỏe được. Trong vitamin có hai nhóm là nhóm tan trong nước và nhóm tan trong dầu. Hầu hết các vitamin nhóm B, có khoảng 8 loại vitamin nhóm B và một loại vitamin nhóm E là 9 loại vitamin đó tan được trong nước và cơ thể của bạn gần như không lưu trữ được, và sau khi thừa nó sẽ thải hết qua đường nước tiểu. Nhóm thứ hai là nhóm tan trong dầu, là gồm có 4 loại còn lại như là A, như là D, như là E, như là K. Đó, tổng cộng là 13 đúng không? 4 loại còn lại tan trong dầu, chúng có thể tích trữ bên trong cơ thể của các bạn vài ngày, cả thậm chí là cả tháng lận, và nó sẽ sử dụng dần dần cho đến khi nó cạn kiệt. Cho nên là cái phần này nó còn khá an toàn hơn những cái phần vitamin mà không tích trữ ở bên trong. Làm thế nào để bổ sung đầy đủ vitamin vào bên trong cơ thể là chỉ ăn rau quả tươi là có đủ vitamin. Trong trường hợp bị thiếu hụt thì phải bổ sung các bạn nhé. Rồi cả tắm nắng dưới ánh nắng mặt trời trong thời hạn cho phép, giới hạn, thì nó rất là tốt để giúp cho bạn có thể bổ sung đủ vitamin bên trong cơ thể của các bạn ha. Nhóm thứ hai trong cái nhóm vi lượng cũng là cái nhóm thứ 6 rất là quan trọng, đó chính là khoáng. Khoáng thì cũng chia làm hai phần, đó là khoáng chính là khoáng quan trọng, là khoáng có một hàm lượng lớn hơn đó là đa khoáng, và một khoáng có hàm lượng bé hơn gọi là trace là vi khoáng. Thì đa khoáng và vi khoáng đều thực sự cần thiết. Thậm chí bạn đã tốt hết tất cả những cái điều trên rồi nhưng bạn thiếu hụt khoáng thì tóc bạn vẫn rụng và bệnh mà vẫn bệnh bình thường. Cho nên là khoáng bằng cách nào? Bằng cách bổ sung từ đa dạng nguồn thực phẩm, bổ sung từ nước cốt xương hầm cũng là một gợi ý, bổ sung từ việc là uống một vài cái viên đất, ở muối khoáng ở bên trong lòng đất á, người ta có thu gom lại và người ta sẽ bán cho bạn một cái viên gọi là trace element. Một cái viên đó có chứa khoảng 70-90 cái loại khoáng khác nhau, gọi là vi khoáng cực kỳ quan trọng, và nó tham gia các hoạt động đặc biệt quan trọng bên trong cơ thể. Nếu bạn chuẩn bị hết rồi không khỏe thì hãy nghĩ đến cái việc uống một lọ trace element nha. Và cái cuối cùng, cái thứ bảy đó chính là enzymes. Enzyme vô cùng quan trọng, từng mỗi phản ứng sinh hóa đều cần cái enzyme, không có enzyme thì phản ứng vẫn không xảy ra được. Và enzyme này có ở đâu? Có ở trong các sản phẩm lacto probiotic các bạn à. Có ở trong là các thực phẩm như là quả dứa nè, như là quả dứa là quả thơm đấy, hay là quả kiwi, quả đu đủ, quả táo, và một số sản phẩm probiotic
hầu hết sản phẩm probiotic, và bạn bổ sung probiotic để cân bằng cái hệ vi sinh vật bên trong cơ thể của các bạn, thì hệ vi sinh vật bên trong này nó cũng thực hiện chuyển hóa, nó tạo ra nhiều enzyme bên trong cơ thể, và nó cơ thể của bạn sử dụng lại cái phần enzyme mà vi sinh vật nó hoạt động bên trong ruột ấy, bên trong đường ruột, và nó tiết ra đó, cơ thể của bạn sử dụng cái lượng enzyme đó, và các hoạt động vi sinh vật ở bên trong này nó cũng tạo ra protein nữa, cũng tạo ra amino acid nữa, và cơ thể của bạn hấp thụ lại cái lượng amino acid đó. Cái hệ vi sinh vật bên trong này nó cũng tạo ra khoáng nữa, nó cũng tạo ra vitamin nữa, rồi nó cũng tạo ra chất béo nữa. Rồi bạn thấy cái hệ sinh vật nó quan trọng kinh không nào? Đó. Như vậy là tóm lại, Meta kết thúc ở đây là 7 nhóm dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể bạn cần là đa lượng, gồm có nước, có protein, có carbohydrate, có chất béo, và vi lượng gồm có vitamin, có khoáng và có enzyme. Tất cả 7 nhóm này không được thiếu nhóm nào hết, không được thiếu nhóm nào hết thì cơ thể của bạn mới khỏe được. Hãy ngừng lại và kiểm tra xem liệu rằng mình đã bổ sung đầy đủ 7 nhóm dinh dưỡng mà Meta đã chia sẻ ở đây chưa nhé. Nếu chưa, hãy có kế hoạch và bổ sung ngay lập tức để các bạn có thể điều chỉnh dần dần cái sức khỏe của bạn ở hiện tại và cho bạn một cái sức khỏe tốt nhất vào ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau đây là mình dành cho các bạn mới nhìn qua cái video này thì hãy nhấn nút đăng ký và follow để xem thêm những cái video tiếp theo của Meta, thật sự là bổ ích cho cuộc đời của các bạn đấy, mình hy vọng như thế. Bye bye.